Về già, mỗi sáng ăn thêm một quả trứng gà rẻ tiền, kinh ngạc vì điều kỳ diệu xảy ra, sống rất thọ, cả đời không lo bệnh tật ghé thăm. Chào mừng quý vị đến với chuyên mục sức khỏe của kênh Tinh Hoa Cuộc Sống. Quý vị thân mến, nhắc đến loại thực phẩm rẻ tiền sử dụng hàng ngày, trong thành phần có đầy đủ các chất dinh dưỡng, chắc hẳn chúng ta sẽ nghĩ ngay đến trứng gà. Vì đây là thực phẩm có giá thành phải chăng và rất dễ bảo quản, có thể chế biến thành nhiều món ăn đơn giản khác nhau. Các chuyên gia dinh dưỡng đều nhận định rằng trứng gà có giá trị dinh dưỡng cao, được coi là thực phẩm dinh dưỡng toàn phần. Trong trứng gà có chứa rất nhiều protein quý giá và các chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe như phốt pho, kẽm, kali, canxi. Đặc biệt, trong một quả trứng gà cũng có chứa tới 8 loại amino acid cơ bản cần thiết cho cơ thể. Mỗi sáng chỉ cần ăn một quả trứng gà chữa tỷ bệnh, mang đến một thân thể khỏe mạnh từ đầu đến chân. Vậy ăn trứng gà mỗi sáng thì điều thần kỳ gì sẽ xảy ra và đem đến những lợi ích tốt cho sức khỏe như thế nào? Thì ngay sau đây, mời quý vị cùng Tinh Hoa Cuộc Sống tìm hiểu ngay nhé! Về già, mỗi sáng ăn thêm một quả trứng gà, chữa bách bệnh, sống khỏe, sống thọ 120 tuổi. Ăn trứng gà có giúp chữa yếu sinh lý, làm quý ông trở nên sung mãn. Tôi thấy nhiều người mách nhau ăn trứng gà luộc với nước gừng hay ăn lòng trắng và mật ong giúp chữa yếu sinh lý. Ăn như thế có chữa được bệnh không? Và cách chữa bệnh này ra sao? Chương trình hãy giải đáp giúp tôi. Vâng thưa quý vị, đây là câu hỏi rất thú vị từ một khán giả giấu tên gửi đến chương trình. Để giải đáp cho thắc mắc này thì ban biên tập đã liên hệ và được bác sĩ Nguyễn Thế Lương, Phó Giám đốc Bệnh viện Thận Hà Nội cho biết. Yếu sinh lý hay rối loạn cương dương, trên bảo, dưới không nghe là bệnh lý khó nói, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống tình dục của nam giới. Đây là tình trạng dương vật khó có khả năng cương cứng hoặc duy trì sự cương cứng trong quá trình quan hệ tình dục. Không phải đến bây giờ con người mới nghiên cứu các bài thuốc chữa yếu sinh lý. Từ xa xưa cũng đã lưu truyền lại rất nhiều phương thuốc khác nhau chiết xuất từ dược thảo, động vật. Tất cả các bài thuốc hầu hết bắt nguồn từ thực phẩm tự nhiên. Trong quá trình sử dụng, nhận thấy có hiệu quả. Thì trong đó, bài thuốc từ trứng gà chính là một liệu pháp rất có lợi cho sinh lý nam và được ưu tiên hàng đầu. Vì protein trong trứng sẽ giúp kích thích sản sinh dồi dào hormone và các axit amin, cùng với đó lipid, cholesterol, phospholipid, triglyceride trong lòng đỏ trứng sẽ giúp kích thích sản sinh tinh trùng rất tốt, từ đó giúp nam giới tăng ham muốn. Và các dưỡng chất vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D có trong lòng đỏ trứng gà giúp bồi bổ dương khí, kích thích sinh tinh. Cùng với hàm lượng protein dồi dào, khi cơ thể hấp thụ sẽ sản sinh ra nhiều axit amin tốt cho cơ thể, giúp ngăn ngừa lão hóa, tốt cho tim mạch, đào thải cholesterol xấu và nâng cao hệ miễn dịch. Với những công dụng hiệu quả như vậy, nam giới ăn trứng gà đúng cách và thường xuyên không chỉ giúp cơ thể dẻo dai hơn mà còn giúp đẩy lùi các triệu chứng xuất tinh sớm, mãn tinh sớm và nâng cao chất lượng tinh trùng. Và dưới đây là bài thuốc được bác sĩ Nguyễn Thế Lương chia sẻ. 1. Dùng trứng gà và mật ong. Trứng gà và mật ong có thành phần chủ yếu là 80% đường và 20% các dưỡng chất quan trọng khác như magie, phốt pho, canxi. Nhiều loại vitamin C, vitamin B có tác dụng lớn trong việc điều hòa đường huyết, tốt cho tim mạch. Đặc biệt, trứng gà ngâm mật ong rất hiệu quả cho nam giới yếu sinh lý. Cách thực hiện như sau. Đầu tiên, cô bác lấy trứng gà tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng. Sau đó, lấy lòng trắng trứng
và đánh bông lên, rồi cho thêm 2-3 thìa mật ong nguyên chất trộn đều và uống. Cô bác nên áp dụng thường xuyên đều đặn 2-3 lần một tuần để có hiệu quả tốt nhất. 2. Trứng gà và gừng. Theo Đông y, gừng có tính ấm vị cay, giúp lưu thông khí huyết và giãn nở mạch máu, tăng cường vận động chuyển máu tới dương vật. Từ đó, giúp dương vật cương cứng hơn, kéo dài thời gian quan hệ tình dục. Cách thực hiện như sau. Cô bác rửa sạch củ gừng tươi xay nhuyễn và lọc lấy phần nước cốt. Luộc một quả trứng gà, trộn trứng gà với gừng và ăn trực tiếp. 3. Trứng gà, gừng và mật ong. Trong củ gừng có chứa các hợp chất như gingerol, sâu gao là những chất giúp kích thích mạch máu, tăng cường sự tuần hoàn máu, kích thích sự co thắt tuần hoàn máu. Từ đó, gừng có thể giúp cậu nhỏ cương cứng lâu hơn, bền bỉ và kéo dài thời gian quan hệ hơn. Cách thực hiện như sau. Cô bác lấy củ gừng tươi, đem đi rửa sạch, xay nhuyễn, lọc lấy phần nước cốt, luộc thêm quả trứng gà, sau đó trộn đều hỗn hợp trứng gà, mật ong, nước gừng, thêm 2 thìa mật ong và ăn trực tiếp. 4. Trứng gà và nghệ tươi. Nghệ tươi rất giàu chất chống oxy hóa, giúp tế bào chống lại các gốc tự do. Các nguyên liệu này giúp tăng ham muốn, từ đó giúp cải thiện sinh lý ở nam giới. Cách thực hiện như sau. Nghệ cô bác rửa sạch rồi gọt vỏ, xay nhuyễn lấy phần nước cốt. Trứng gà tách riêng lòng đỏ và lòng trắng, chỉ lấy phần lòng đỏ đánh cho thành kem mịn rồi dừng. Cho trứng gà, nghệ tươi vào trong bát hấp cách thủy 10 đến 15 phút và có thể ăn ngay. 5. Trứng gà, mật ong và nghệ tươi. Mật ong và nghệ tươi là những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tăng ham muốn và chức năng sinh dục ở nam giới. Ngoài ra, các nguyên liệu trên còn giúp hạn chế các bệnh liên quan đến cơ quan sinh dục. Cách thực hiện như sau. Cô bác lấy phần lòng đỏ trứng gà rồi đánh mịn, sau đó rửa sạch nghệ tươi, cạo sạch vỏ rồi xay nhuyễn và trộn phần kem trứng vừa đánh với nghệ và mật ong rồi đem hấp cách thủy khoảng 15 phút. Cô bác nên sử dụng hỗn hợp khi còn nóng vào đều đặn mỗi buổi sáng và buổi tối. Sau khoảng 1 tuần áp dụng bài thuốc này, bạn sẽ cảm thấy cải thiện được tình trạng bệnh. 6. Trứng gà và giá đỗ. Theo Đông y, giá đỗ có công dụng kích thích ham muốn tình dục và bồi bổ cơ thể. Không chỉ vậy, trong giá đỗ chứa hàm lượng lớn vitamin C, vitamin E, kẽm giúp tăng cường khí huyết và tuần hoàn máu lưu thông. Cách thực hiện như sau. Cô bác luộc quả trứng gà, lấy phần lòng đỏ, luộc chín giá đỗ. Ăn trực tiếp lòng đỏ trứng gà với giá đỗ sẽ cải thiện được thời gian quan hệ. 7. Trứng gà, giá đỗ và mật ong. Trứng gà, giá đỗ và mật ong là các thực phẩm có lợi cho phái mạnh, không chỉ trong chuyện chăn gối mà còn tốt cho sức khỏe cơ thể. Cách thực hiện như sau. Trứng gà cô bác luộc chín và tách lấy lòng đỏ. Sau đó trần giá đỗ với nước sôi đến khi vừa chín. Không nên để chín nẫu. Có thể thêm một thìa cà phê mật ong vào hỗn hợp trên rồi ăn món này mỗi ngày để cải thiện tình trạng yếu sinh lý. 8. Trứng gà, mật ong và cà rốt. Cà rốt là loại thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa, beta-carotene và các loại vitamin cần thiết cho sức khỏe sinh lý nam giới. Vì vậy, cà rốt thường được sử dụng để cải thiện khả năng tình dục ở phái mạnh. Cách thực hiện như sau. Cô bác lấy cà rốt đem rửa sạch, gọt vỏ, rồi đem ép lấy nước cốt. Sau đó đập trứng gà và cho mật ong vào phần nước cà rốt vừa ép. Khuấy đều liên tục cho đến khi nguyên liệu hòa quyện vào nhau. Sau đó đem chưng cách thủy khoảng 10 phút. Để kiểm tra hỗn hợp chín chưa, bạn lấy tăm chọc vào giữa bát. Nếu không thấy phần chất lỏng chảy lên là hỗn hợp đã chín và có thể sử dụng. Cô bác nên dùng ngay sau khi nấu xong để tăng hiệu quả chữa bệnh.
nên ăn hàng ngày duy trì để cải thiện rối loạn cương dương xuất tinh sớm. Bên cạnh đó, việc ăn trứng gà thường xuyên cũng sẽ đem lại rất nhiều lợi ích tốt cho sức khỏe như 1. Tăng cường thị lực. Theo nghiên cứu mới nhất cho thấy, trứng gà rất giàu lutein có vai trò tăng cường thị lực sẽ giúp có được cái nhìn sắc nét hơn. Sự thiếu hụt của lượng chất này sẽ phá hoại mô tích tụ trong mắt, khiến đôi mắt không thể đảo ngược linh hoạt, gây suy yếu thị lực. Nếu ăn thêm một quả trứng gà mỗi sáng thì sẽ có thể khắc phục được tình trạng này. 2. Giảm nguy cơ ung thư. Hiện nay, theo thống kê thì có hơn 80% các ca mắc ung thư vú nằm trong độ tuổi từ 45 trở lên. Bởi khi đó, các cơ quan tế bào sẽ dần yếu đi, tỷ lệ thuận với sự gia tăng tuổi tác. Càng lớn tuổi sẽ càng dễ bị ung thư vú. Có khoảng dưới 15% phụ nữ dưới 50 tuổi bị ảnh hưởng bởi căn bệnh ung thư vú, nhưng nguy cơ mắc bệnh sẽ tăng lên đáng kể khi bước sang tuổi 50 và cao nhất ở phụ nữ trên 70 tuổi. Để giảm thiểu được tình trạng đáng lo ngại này, thì các chuyên gia đã nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ ăn ít nhất 6 quả trứng mỗi tuần sẽ giảm 44% nguy cơ ung thư vú. Vì choline là một chất vô cùng quan trọng với não bộ, đồng thời còn giúp làm giảm nguy cơ ung thư. 3. Vitamin D trong trứng gà giúp hấp thụ canxi tốt hơn. Nếu được lựa chọn việc uống một thìa dầu cá hay ăn một quả trứng luộc, chắc hẳn cô bác sẽ thích thú mà lựa chọn ngay trứng đúng không nào? Đặc biệt là hàm lượng vitamin D ở cả hai thực phẩm này là tương đương nhau. Hơn nữa, các nhà khoa học đã tìm ra cách tăng lượng vitamin D trong trứng bằng cách cho gà ăn các chất bổ sung đặc biệt. Vitamin D giúp hấp thụ và củng cố sức khỏe của xương, răng, kiểm soát tốt các bệnh lý về thần kinh và ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. 4. Vitamin B giúp bảo vệ da, tóc và gan. Biotin, vitamin B12 và lượng protein được hấp thụ từ trứng gà giúp tăng cường sức khỏe cho da và tóc. Phospholipid chứa trong trứng gà thúc đẩy loại bỏ độc tố khỏi gan, từ đó kích thích tới các nang mô trên da đầu, giúp tóc chắc khỏe, ngăn ngừa bạc tóc sớm. 5. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Theo nghiên cứu mới đã chỉ ra rằng cholesterol từ trứng cân bằng với phosphatid nên rất tốt cho sức khỏe của chúng ta, từ đó giúp ức chế sự sản xuất cholesterol của cơ thể. Các chất axit omega 3 trong trứng sẽ làm giảm mức triglyceride và làm giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Các nhà khoa học Mỹ cũng đã đi đến kết luận rằng nếu cô bác kết hợp chế độ ăn kiêng với việc ăn trứng gà vào bữa sáng thì sẽ giúp giảm bớt lượng lớn thực phẩm tiêu thụ trong một ngày, tránh tình trạng ứ đọng mỡ trong máu và gây ra các căn bệnh nguy hiểm. Cô bác thân mến, ăn trứng chỉ thực sự tốt khi ăn và sử dụng đúng cách. Nếu ăn không khoa học và ăn thừa thì sẽ rất nguy hại cho sức khỏe, thậm chí còn có thể phản tác dụng và dẫn đến tử vong đấy ạ. Chính vì thế mà cô bác hãy cùng Tinh Hoa tìm hiểu xem đó là những sai lầm nào và nguy hại đến sức khỏe ra sao, biết để tránh mắc phải và bảo vệ sức khỏe của bản thân và gia đình mình nhé. Đầu tiên là ăn quá nhiều trứng. Đây chính là một sai lầm rất nguy hại đấy cô bác nhé. Như trường hợp một người đàn ông 42 tuổi ở Quảng Ninh đã mất mạng khi cố gắng ăn 50 quả trứng luộc liên tục để thực hiện vụ cá cược của anh với bạn. Anh Nguyễn Văn Bình, 42 tuổi và bạn là anh Bùi Văn Luyện cùng đi ăn sáng tại chợ Dân Chủ, tỉnh Quảng Ninh. Đang ăn thì hai người bắt đầu xảy ra tranh cãi và khi cuộc xung đột trở nên leo thang. Khi anh Bình đã đặt cược với anh Luyện 2 triệu rằng anh có thể ăn 50 quả trứng luộc ngay lúc đó. Lúc đó anh Luyện đã chấp nhận ngay và đã mua 50 quả trứng và mang về nhà luộc.
Mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, nhưng khi vừa cho quả trứng thứ 42 vào miệng, anh ấy đột nhiên bất tỉnh và mặt trở nên tím tái. Gia đình hoảng hốt và vội đưa anh Bình đến bệnh viện. Nhưng dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cấp cứu hồi sức, nhưng anh đã tử vong. Các bác sĩ kết luận rằng anh chết vì bị bội thực. Cô bác thấy đấy, thử thách ăn uống thực sự nguy hiểm hơn nhiều so với suy nghĩ thông thường của mọi người. Những quả trứng chiếm khối lượng lớn hơn rất nhiều so với khối lượng dạ dày, nên rất dễ gây bội thực hoặc tắc nghẽn trứng và nguy cơ tử vong là rất cao. 2. Phương pháp nấu trứng không lành mạnh. Khi cần tìm một loại thực phẩm bổ dưỡng hợp với khẩu vị của trẻ em nhất, có lẽ mọi bố mẹ đều nghĩ ngay đến trứng gà. Dù trứng là một siêu thực phẩm tốt cho não bộ lẫn cơ bắp của trẻ, nhưng đã có không ít trẻ em nhập viện do ăn trứng sai cách. Như trường hợp một cô bé 3 tuổi nhập viện sau khi ăn trứng gà. Cô bé có tên là Minh Lan. Vì bố mẹ đi làm xa nên bé chủ yếu sống cùng bà ngoại. Lân rất ngoan và thường thích ăn trứng gà và bánh trứng hấp. Một lần, bà ngoại muốn thay đổi khẩu vị cho cháu gái và thấy các món trứng Trung Quốc trông rất ngon nên đã quyết định lấy nước trà để luộc trứng. Vì hợp khẩu vị, bình thường Minh Lan chỉ ăn một quả trứng nhưng lần này lại ăn tới 3 quả. Bà thấy vậy cảm thấy rất vui mừng. Nhưng sau bữa ăn, bé Lan bỗng trở nên mệt mỏi, xanh xao khác thường. Sau đó, cô bé liên tục nôn mửa. Quá sợ hãi, bà ngoại lập tức đưa cháu gái vào bệnh viện. Theo bác sĩ, bé Lan đã bị ngộ độc nặng do ăn trứng gà. Do bà đã sử dụng loại nước trà này để luộc trứng nhiều lần, đây là lý do khiến nước trà tạo ra kim loại gây ngộ độc sau khi ăn. Ngoài ra, trứng và trà là hai thực phẩm kỵ nhau, đặc biệt nguy hiểm với đối tượng có hệ tiêu hóa chưa thực sự phát triển như trẻ em. Trong lá trà có chứa một lượng lớn axit tannic. Axit tannic khi kết hợp với protein có trong trứng sẽ tạo thành hợp chất protein axit tannic làm chậm hoạt động của nhu động ruột, kéo dài thời gian tích trữ phân trong ruột. Cuối cùng, gây táo bón, tăng nguy cơ tích trữ các chất có hại cho cơ thể. May mắn thay, cô bé Minh Lan chỉ bị ngộ độc chứ không gây nguy hiểm cho tính mạng. Sau khi được bác sĩ phân tích, bà đã vô cùng hối hận và tự hứa sẽ không bao giờ để cháu gái sử dụng lại trứng được đun với nước trà nữa. Bên cạnh đó, bác sĩ cũng chia sẻ thêm tuyệt đối không kết hợp trứng với các thực phẩm sau. Không kết hợp trứng với đường, điều này sẽ khiến cho các axit amin trong protein của trứng tạo thành một liên hợp gọi là protosilicin, một chất khó hấp thụ trong cơ thể, có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không ăn quả hồng sau khi ăn trứng, đây là một trong những nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm và viêm ruột cấp tính cùng các triệu chứng như nôn mửa, tiêu chảy và đau bụng. Không uống sữa đậu nành sau khi ăn trứng. Protein trong trứng kết hợp trypsin trong sữa đậu nành làm cho quá trình phân hủy protein bị cản trở, giảm tỷ lệ hấp thụ protein, giảm giá trị dinh dưỡng của hai món ăn này, đồng thời có thể gây ức chế hoạt động, ảnh hưởng tiêu hóa. Không ăn thịt ngỗng, thịt thỏ sau khi ăn trứng. Bác sĩ Lý Thời Chân, một danh y và nhà dược học nổi tiếng của Trung Quốc thời nhà Minh, nói trong cuốn bản thảo cương mục của mình rằng trứng mà kết hợp với thịt thỏ, thịt ngỗng sẽ tạo ra tiêu chảy. Nguyên nhân là bởi thịt thỏ, thịt ngỗng, trứng đều có tính hàn. 3. Mua trứng vỏ đỏ thay vì vỏ trắng. Những người thường mua trứng có thể đã phát hiện ra rằng trứng có hai loại là vỏ đỏ và vỏ trắng, giá cả như nhau, nhưng nhiều người thích chọn loại vỏ đỏ hơn vì họ nghĩ rằng vỏ đỏ có nhiều dinh dưỡng. Thực tế điều này là sai. Các nghiên cứu đã cho thấy giá trị dinh dưỡng của trứng vỏ đỏ và vỏ trắng là hoàn toàn giống nhau. Sở dĩ có hai màu chủ yếu là do sắc tố protoporphyrin trong vỏ trứng
có liên quan đến sự di chuyển của gà mái. Nói cách khác, không cần phải lựa chọn một cách có chủ ý màu sắc của vỏ trứng làm gì cả, bởi chúng đều như nhau cả thôi. 4. Luộc trứng quá lâu. Nhiều người cho rằng trứng luộc càng lâu, càng chín kỹ thì càng tốt, đảm bảo diệt sạch vi khuẩn bám bên ngoài vỏ trứng. Trên thực tế, vi khuẩn bên ngoài vỏ trứng bị tiêu diệt đồng nghĩa với việc các yếu tố sắt và lưu huỳnh trong trứng kết hợp với nhau, dẫn đến giảm bớt chất dinh dưỡng trong trứng, ảnh hưởng đến sức khỏe. Trứng luộc quá lâu còn dễ bị nứt vỏ, gây ảnh hưởng tới chất lượng trứng. Khi ăn sẽ không còn ngon miệng và hấp dẫn. Khi luộc quá chín, lòng đỏ bên trong xuất hiện các vệt màu xám, bờ và hơi có mùi lưu huỳnh, còn lòng trắng dai như cao su. Khi luộc trứng, bạn lưu ý không nên để quá 15-20 phút. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bạn nên dùng nước lạnh luộc trứng để nhiệt độ nước và trứng ngang bằng nhau. Đun sôi khoảng 5 phút thì tắt bếp, để trứng trong nồi thêm khoảng 10-15 phút, trứng sẽ chín ngon, không bị nứt vỏ. 5. Thêm nước vào khi đang luộc trứng. Khi thấy nồi luộc trứng cạn nước, nhiều chị em lập tức thêm nước vào, khiến trứng bị vỡ, nứt vỏ. Phần vỏ của quả trứng bám dính lại, khó bóc hơn, chưa kể vi khuẩn trong nước cũng dễ xâm nhập vào trứng. Việc này vô tình khiến trứng mất chất dinh dưỡng. Khi luộc trứng, bạn lấy lượng nước sao cho vừa sấp mặt trứng là được. 6. Luộc trứng gà rồi để qua đêm. Trứng gà là một trong các thực phẩm không nên để qua đêm. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, việc này có thể sinh ra vi khuẩn nguy hiểm như E. coli, gây hại cho đường tiêu hóa, thậm chí gây tiêu chảy, buồn nôn và nôn mửa trong trường hợp nghiêm trọng. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ liệt trứng gà vào danh sách những món dễ gây ngộ độc nhất. Trứng thường chứa Salmonella, loại vi khuẩn khiến bạn ngộ độc. Ăn trứng lòng đào để qua đêm có thể khiến bạn bị nhiễm Salmonella với triệu chứng là tiêu chảy, nôn, sốt, chuột rút. Ngoài ra, còn gây ngộ độc thực phẩm hoặc gây hại cho đường ruột. 7. Ăn trứng sống, trứng chưa chín kỹ. Một số người nghĩ rằng ăn trứng sống sẽ dưỡng phổi và giọng trở nên dễ nghe. Trên thực tế, ăn trứng sống không những không vệ sinh, dễ nhiễm trùng mà còn ít có dinh dưỡng. Trong trứng sống có chứa avidin, ảnh hưởng đến hấp thu biotin trong thức ăn, dễ gây ra triệu chứng thiếu biotin như mất cảm giác ngon miệng, toàn thân yếu ớt, đau cơ, viêm da, rụng lông mày. Cấu trúc protein trong trứng sống rất chặt chẽ và có chứa antitrypsin, phần lớn không được cơ thể hấp thụ, chỉ có protein sau khi được nấu chín mới có lợi hơn cho cơ thể. Đặc biệt, với những người đang sốt hoặc khi vừa ốm dậy, người bệnh sức đề kháng yếu không nên ăn trứng sống, luộc chưa chín hoặc đập vào cháo nóng, nước nóng, bởi trên bề mặt vỏ trứng có nhiều lỗ nhỏ li ti nên không khí và vi khuẩn có thể xâm nhập, thậm chí có thể nhiễm vi khuẩn Salmonella trong lòng đỏ trứng. 8. Mua trứng bản địa thay vì trứng thông thường. Những năm gần đây, trứng bản địa hay trứng gà ta được nhiều người săn tìm bởi họ cho rằng gà mẹ được sống trong môi trường thả rông, không nuôi nhốt, tự lực tìm thức ăn như sâu bọ, lá rau. Qua thức ăn, những quả trứng do gà ta đẻ ra được gọi là trứng bản địa. Chúng được cho là chứa nhiều chất dinh dưỡng hơn trứng thường. Trứng của gà nuôi nhốt hoặc bán nuôi nhốt, nhưng thực tế không phải vậy. Sau khi so sánh trên mặt khoa học thì giá trị dinh dưỡng của hai loại trứng này gần như tương đương nhau, chỉ có các nguyên tố vi lượng không đáng kể, có thể hơi khác một chút. Tuy nhiên, ở góc độ giá thành thì trứng gà ta có vẻ đắt hơn so với trứng thông thường. Điều này cũng phần nào tạo nên tình trạng các loại trứng không rõ nguồn mang danh trứng gà ta bán với giá trên trời. Vậy phải ăn bao nhiêu trứng một ngày là tốt cho sức khỏe và ăn với chế độ như thế nào là hợp lý? Với người cao tuổi, một người già sức khỏe ổn định có thể ăn 7 quả trứng một tuần.
Khi tuổi tác cao lên, sức mạnh của xương giảm đi, trứng cung cấp vitamin D giúp cơ thể hấp thụ canxi, đảm bảo sức khỏe của xương. Cùng với đó, trứng cung cấp 13 loại vitamin và khoáng chất thiết yếu. Lòng đỏ trứng chứa lutein và zeaxanthin làm giảm nguy cơ hình thành đục thủy tinh thể và thoái hóa cơ. Với người trưởng thành, một người trưởng thành khỏe mạnh trung bình có thể ăn 1 đến 3 quả trứng mỗi ngày. Thói quen đó làm tăng mức HDL, cholesterol tốt và giảm mức LDL, cholesterol xấu, đảm bảo sức khỏe tim mạch, trứng giúp não hoạt động tốt và tăng cường miễn dịch. Với trẻ nhỏ, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, trưởng khoa khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cho biết, trẻ em có thể ăn một quả trứng mỗi ngày sẽ giúp cung cấp choline dồi dào, hỗ trợ sự phát triển trí não và nhận thức của trẻ. Và phần cuối chương trình, mời quý vị lắng nghe một câu chuyện ý nghĩa. Con gái đẻ mà thông gia quê mùa lên chỉ mang theo được mấy chục trứng gà, tôi nóng mắt đuổi về luôn. Nhà tôi chỉ có duy nhất một cậu con trai, nên suốt từ tấm bé tới giờ, chúng tôi chăm chút nó từng ly, từng tí một. Đã vậy, vợ chồng tôi lại là dân kinh doanh vật liệu xây dựng bao năm nay, nên kinh tế gia đình cũng giàu có nhất nhì khu vực đang sống. Ở đây, không ai không biết đến gia thế của nhà tôi cả. Điều này tôi rất tự hào. Con trai tôi từ ngày cấp 3 đã sang Anh du học, con còn muốn ở lại bệnh viện bên đó để làm và định cư, nhưng vợ chồng tôi nhất quyết bắt nó về nước. Con cũng mau chóng xin vào công tác tại một bệnh viện lớn ở Hà Nội và có thu nhập tốt. Chẳng cần sự trợ giúp của bố mẹ, con cũng tự mua được nhà trên thành phố. 4 năm ở Hà Nội lập nghiệp, chẳng hiểu bằng cách nào đó mà con trai tôi lại yêu mê mệt một cô dược sĩ quê ở Hải Hậu, Nam Định. Nghe nói, ngày mẹ con bé nhập viện vì nhồi máu cơ tim, con bé đã vào viện chăm bà. Và con trai tôi là người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này, nên hai đứa đã gặp nhau từ đó. Thấy con trai quen và yêu một đứa con gái quê một cục, tôi ra sức cấm cản nhưng không được. Hai đứa chúng cứ nhất quyết đến với nhau, nên cuối cùng trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Trước ngày ăn hỏi, gia đình tôi có làm một chuyến đến thăm nhà gái. Trời ơi, nhà thông gia chỉ là một căn nhà cấp 4 nằm sâu trong ngõ, chẳng bằng cái bếp của nhà tôi mọi người ạ. Xung quanh nhà toàn vườn tược ao chuông, rồi trồng rau củ quả trong vườn. Đã vậy, nhà còn nuôi gà, nuôi vịt, nuôi lợn với mùi phân bốc vào khiến tôi không thể thở nổi. Rồi ông bà thông gia thì ăn mặc toành toàng, cái áo cái quần chẳng ra làm sao. Tiếp khách đến nhà mà bánh kẹo hoa quả toàn đồ nội, chả có cái kẹo ngoại nhập nào. Nhìn cảnh đó mà tôi chán ngán và mệt mỏi ra mặt. Nhưng vì con trai nên cứ phải cố nương theo tụi nó cho xong đi. Hôm cưới nhà trai sang trọng bao nhiêu thì nhà gái quê mùa bấy nhiêu. Cả đoàn gần 50 chiếc ô tô nhà tôi về đến nơi làm sáng choang cả làng nhà con dâu. Còn họ hàng nhà tôi về thì ai cũng lắc đầu ngán ngẩm vì không môn đăng hậu đối. Cứ nghĩ ê mặt một lần cho xong và không bao giờ qua lại với nhà bên ấy nữa. Nên sau cưới tôi chẳng chuyện trò ỏ ê gì với thông gia. Bên ấy cũng biết thân biết phận nên không qua lại hay gọi điện gì. Chỉ thỉnh thoảng con dâu về quê ngoại chơi thì được bà thông gia gửi quà về. Khi thì hàng chục con gà quê đã làm sẵn, khi thì mấy kg thịt bò quê, lúc lại con cá ao 7-8 kg. Nhận được quà nhưng tôi cứ lờ đi, chẳng thèm gọi lại cảm ơn một câu. Vừa rồi con dâu tôi sinh nở, ngày con dâu nhập viện tôi vui lắm nên vào viện cùng luôn. Bà thông gia biết con đi đẻ cũng lập cập từ quê bắt xe vào viện. Lúc đó đang ở phòng với con dâu và cháu thì qua cửa sổ tôi thấy bà thông gia đang lơ ngơ bên ngoài hành lang.
Nhìn bà thông gia ăn mặc nhếch nhác, chân đi xếp lê, đầu bù tóc rối, đã vậy còn xách theo cái làn cũ kỹ, khiến tôi ngượng chín mặt. Thấy bà ta định nhò mặt vào phòng tìm con gái, tôi nhanh nhỏ chạy ra hành lang, nửa đùa nửa thật. Ô kìa, giúp việc của mẹ con cháu ở dưới quê đã lên rồi, bà còn cầm theo cái làn gì kia? Bà thông gia nhà tôi trưng hửng nhưng vẫn bảo, tôi đi vội quá nên mới chỉ kịp mang theo 50 quả trứng lên cho mẹ con nó ăn trước. Đi say xe nên mệt quá bà. Tôi nói luôn, vậy say xe thì bà cứ về quê nằm nghỉ cho khỏe đi. Bà mang cả cái làn có 50 quả trứng này về nữa. Gớm, lên chơi với cháu ngoại mà chỉ có chừng này để cho thôi à. Trên này nhà tôi không thiếu đồ. Nói rồi, tôi còn dúi vào tay bà thông gia 1 triệu. Đây, bà cầm lấy chút tiền mà ra bến xe mua vé xe. Còn nữa, thương con thương cháu thì cấm nói chuyện này với con gái con rể. Cứ coi như hôm nay bà chưa lên đây. Nghe tôi nói xong, bà thông gia có vẻ sốc lắm. Bà vứt lại 1 triệu về phía tôi rồi lủi thủi ra về, không vào thăm con gái và cháu ngoại mới sinh nữa. Từ đó, bà ấy cũng toàn cáo bận làm đồng bãi để không ỏ e gọi điện hỏi thăm con cháu, khiến con dâu tôi cũng lấy làm khó hiểu về mẹ đẻ. Chia cắt được con dâu với nhà ngoại quê mùa của nó, lòng tôi hỉ hả lắm mọi người ạ. Tôi nên làm như thế nào để sau cữ con dâu cũng không thèm mang cháu về quê ngoại chơi đây? Chuyện hai bên thông gia không môn đăng hộ đối nên sống bằng mặt không bằng lòng với nhau không phải hiếm gặp. Nàng dâu ở giữa chính là người khó xử nhất, cũng giống như nàng dâu trong câu chuyện mới được chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây. Nàng dâu ấy tâm sự, ăn hỏi chín cháp lễ, phong bì lễ đen 20 triệu, ngày cưới được chú rể đón bằng xe sang. Thật sự đám cưới của em có lẽ là ước mơ của nhiều cô gái trẻ. Ngày ấy em cũng nghĩ mình may mắn thật, xong tới khi bước chân về nhà chồng rồi, em mới thấm, mọi thứ không hề nhung lụa như vẻ bề ngoài các chị ạ. Mọi vấn đề đều bắt nguồn từ chuyện nhà ngoại em không môn đăng hộ đối với nhà nội. Nhà em kinh tế không khá giả gì, ngược lại, bố mẹ chồng em đều là cán bộ nghỉ hưu, nhà đất rộng, ông bà xây 10 mấy phòng cho thuê. Trung bình mỗi tháng cũng thu về 20-30 triệu. Thế nên ai nhìn vào cũng bảo em lấy chồng như kiểu chuột xa chĩnh gạo. Bố chồng em thì không vấn đề gì, chỉ có mẹ chồng em là ghê gớm tính toán. Ngày trước, lúc vợ chồng em yêu nhau là bà không ưng em lắm đâu. Vì nhà em nghèo, bà bảo không xứng về làm dâu nhà bà. Chồng em làm công tác tư tưởng mãi bà mới chịu. Sau cưới, biết thân biết phận, em lúc nào cũng phải cố gắng dốc tâm dốc sức vì nhà chồng. Chiều mẹ chồng quá chiều vong mới được bà dần chấp nhận. Cũng may, bản thân em công việc làm ăn ổn định, sống không phụ thuộc kinh tế tài chính nhà chồng nên cũng đỡ. Có điều, đối với thông gia, mẹ chồng em vẫn xem thường lắm. Từ ngày vợ chồng em lấy nhau, có mấy khi bà đặt chân tới cổng nhà em. Có lần bà còn nói thẳng với em là bà không thích về mấy chỗ nhà quê, nhìn thôi đã thấy ghê người. Thật chứ, nghe mẹ chồng nói, em thấy tủi thân kinh khủng, lại thương bố mẹ mà cũng chỉ biết im lặng. Khổ nỗi, bố mẹ em dưới quê lại sống tình cảm, nhà có việc gì cũng mời thông gia rồi mùa nào thứ đó. Hoa quả rau tươi là cứ gửi ô tô biếu bố mẹ chồng em đầu tiên. Nuôi được con gà cũng thế, có khi nhà còn chưa được ăn đã bắt ngay con đầu đàn gửi biếu thông gia. Thế mà mẹ chồng em có hiểu cho tấm lòng của họ. Có hôm thấy em ra bến nhận rau dưa bố mẹ gửi lên, mẹ chồng em chép miệng lắc đầu. Con bảo với mấy người nhà con đừng gửi những thứ này lên, chỉ tổ rác nhà. Từ hôm ấy em tuyệt đối không cho bố mẹ gửi đồ lên nữa. Nhất là hôm qua, ông bà nội làm đầy tháng cho con em. Vì nhà con đầu cháu sớm nên ông bà tổ chức lớn lắm. Bà đặt nhà hàng hơn chục mâm, mời tất cả họ hàng,
nhưng tuyệt nhiên không đả động gì tới việc mời ông bà ngoại lên dự. Sau chồng em nói quá, bà mới cau mặt gọi cho bố mẹ em, xong giọng bà khó chịu lắm. Nếu ông bà lên được với cháu nó thì tốt, không lên được cũng không sao. Tôi sợ ông bà đã không có, lại phải đi lại tốn kém thì khổ. Cách nói chuyện của bà đến chồng em nghe còn lắc đầu ngao ngán. Nhưng anh ấy bảo em, tính mẹ vậy rồi, em đừng để ý chấp nhặt với bà làm gì. Tất nhiên, em cũng chẳng dám tỏ thái độ, đồng thời em vẫn bảo bố em cứ lên dự tiệc đầy tháng của cháu. Lúc thấy bố mẹ em ngơ ngác đi vào nhà hàng, mẹ chồng em nói mát, thế mà ông bà cũng lên à? Tôi đã bảo rồi, ông bà đã không có điều kiện thì việc gì phải bày đặt đi lại cho khổ. Bố em không nói gì, mẹ em cười tươi, lấy trong túi chiếc hộp đựng chiếc lắc vàng đưa vào tay em, rồi nhìn mẹ chồng em bảo, đầy tháng cháu, chúng tôi chẳng biết cho cháu cái gì, nên đánh tặng con bé chiếc lắc 2 cây. Nhờ mẹ nó giữ hộ để khi nào nó lớn hơn chút thì đeo cho nó. Mấy người ngồi bên thấy thế không ngớt lời khen ông bà ngoại chu đáo. Mẹ chồng em cũng nghệt mặt nhìn. Từ đó em để ý thái độ của bà thay đổi hẳn. Bà vồn vã nói cười với thông gia, chứ không kiểu kênh kiểu xem thường bên nhà em như trước nữa. Nói thật, chiếc lắc bà ngoại tặng con em là tiền em bỏ ra mua rồi đưa cho bà cầm tặng cháu cho có hình thức. Em làm vậy là muốn cho mẹ chồng phải thay đổi thái độ với thông gia. Không ngờ em chơi chiêu này lại hiệu quả trông thấy các chị ạ. Theo dõi hết câu chuyện của nàng dâu này, ai cũng phải công nhận mẹ chồng cô có phần ghê gớm và cổ hủ. Đúng là đi làm dâu để chiều được lòng nhà chồng không hề đơn giản. Tất cả đều phải lựa vào hoàn cảnh, lựa tính mẹ chồng mà theo. Giống như cách làm của cô con dâu này cũng khá khéo léo, vừa làm đẹp mặt bố mẹ lại vừa thay đổi được thái độ của mẹ chồng, quả là trọn vẹn cả đôi đường. Và video hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo.